được nghe tiếng ca trẻ thơ vui đùa. Country Director, giám đốc quốc gia của Boswell White sản xuất sân khấu và trò đẹp đến này dành cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Một lần nữa xin được cảm ơn Ben Hoàng Quân vì câu chuyện của con và xin được chúc mừng cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và thưa quý vị, ở Hàn Quốc
Thank you.
Giây như bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Em ơi, em mấy giờ thì mày xuống giờ nghỉ, sao giờ này nó tới vậy vậy? Đáng lẽ là còn có tới luôn á. Tại vì bây giờ cũng cảm nhận anh là một người hai mặt, hai lòng tổ dạ rồi. Anh có làm gì đâu. Cho nên là tới đây nói rõ ràng nha. Anh làm cái gì mà em nói hai mặt? Anh không làm gì hết. Dạ thưa đây, quen nhau bao nhiêu lâu rồi, hiểu không? Cứ hẹn đi chơi là từ sáng cho tới 6 giờ chiều hoặc là từ 8 giờ tối trở đi. Cái khoảng thời gian 6 giờ tới 8 giờ làm gì? Anh phải đi làm. Khỏi nguyện biện luôn. Nhà anh giàu lắm, anh ở đâu đi làm gì? Chỉ có chuyện là chiều chiều anh dắt chó của má đi toilet thôi. À, hiểu rồi. Hay là chắc nó là đi rồi. Ôi em khùng quá, anh có chuyện quá, ai đi? Tự đi với ai đó, kêu anh dắt. Trời ơi, em nói là dắt đi chơi, cái miễn sao bước dắt vô người ta đi toilet để ái mặt anh thật. Không phải. Đúng không? Không. Không phải đúng không? Thôi nói nghe này, em tới trễ quá, giờ tới giờ anh đi, thôi nó khác giải thích. Em cá lửa chết rồi. Ê, thôi. Thôi bây giờ nói thiệt cho em được chưa? Là cái khung giờ 7 giờ tối hàng ngày, anh phải ra sông ra thắp nhang. Nhà anh hồi đã buôn rây hả? Đường dây mà ai cần thợ? Vậy là đốt nhang làm gì mãi? Anh thắp nhang cho người yêu cũ. Rồi sao lại chết? Nó nghĩ sợ. Để em kể có lỡ tạm kể không cho nghe. Chuyện là về trước em có quen một cô gái nữa. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà anh đưa cô ấy ra sân ga, rồi để cô ấy về quê thăm gia đình. Và đó cũng là ngày định mệnh. Chia tay nhau ta đi, gọi to tiếng vang trong lòng mình. Thấy hồn ta sáng ngày. Em lên tàu đi. Thì cô tay ra mới lên tàu được tiếng nắng sang lên hòa được. Thôi em đừng đi mà ở lại với anh đi. Cô tay ra về thăm ba má là vô. Ở lại với anh được không? Cô tay ra về thăm ba má là vô. Ở lại đi mà. Cô đi ra đi mà. Ôi tàu đã đi rồi. Sao cánh tay cô ấy còn đây? Chuyện là vậy đó. Rồi có sao không? Sao gì thì tàu chạy tới nhà cổ là gia đình ra đi chung đó. Bảy! Gia đình như mà đáng hậu vậy? Người ta phải đáng lẽ là phải để 4 ngày hay 5 ngày vậy đó. Người ta đẩy lên giếng xong đi chôn chứ sao? Kỳ 3 ngày! Người ta để 3 ngày lên đấy à? Mà cái chuyện đó là vậy, chia tay nhau Sài Gòn. Ừ. Nhà cổ là ở Hà Nội. Tàu chạy phải 3 ngày tới nơi chôn không được. Sao kể ra cái cuộc tình của anh Lâm Nguyên như thế? Gì nữa? Ủa? Vậy là anh có người yêu cũ nè. Người của em chết. Quen em. Mà vẫn còn nhớ người yêu cũ luôn. Tính lục. Tôi tìm một bảo hộng cho anh biết rằng những hai điều kiện với anh. Một, quên cô ta. Hai, chia tay. Tới giờ thắp nhang. Trời ơi! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân phía trước và cũng như là chân tay phía trước. Thank you, sir. Thank you, regulation. Xin cảm ơn.